con này nó đâu có chạy đó. Ừ, bắt đi. Ôi trời ơi nè các bạn. Ừ, nó không chạy được ha. Ôi nó chạy quá. Ừ. Nó chạy nhanh quá. Chó vô luôn à. Mới được rồi. Để mà mình hái mình ăn dư uổng vô chứ Sơn à. Ừ. Rồi, chú Sơn xuống tắm rồi các bạn. Mát dịu luôn á. Mát lạnh luôn á trời. Thích xíu nữa chú Sơn. Thấy vú chú Sơn trơn rồi trời. Đâu rồi. Hả? Cái nạn xe qua đây coi. Xe rồi chú coi. Xuống đó. Xuống rồi đó. Nó. Ừ, rồi đến đây. Mát rồi. Rồi tặng coi. Cao quá không? Cái đó cao quá không? Không cao đâu. Không cao đâu. Cái nhà chú Sơn nhậu cái cho đã. Ừ, nhà lấy chú Sơn á. Ê. Chắc chắn nè, mình đi không có ai đi đâu á. Ừ. Mua xăng rồi. Chịu trả mua xăng rồi đi. Đốt nhà ai. Đó không thôi mời, hồi tứ không có xăng rồi, đi mua nữa rồi. Tính đốt cậu ngay. Này mới lót cho bằng nó, lót chiếc gắn cho bằng mới ngồi được chứ. Ủa, mình chào mọi người. Chào các bạn đã quay trở lại kênh. Hôm nay lại tiếp tục một ngày mới. Về khoảng tầm 7 giờ sáng các bạn. Buổi sáng trên mảnh đất quê hương. À, hôm qua làm cái sàn nước nha mọi người, làm còn dở dang chưa làm xong. Hello chú Sơn. Yeah, chào mọi người, chú Sơn chào buổi sáng nha. Hello. Chào mọi người. Tiếp tục chương trình thứ hai thịt suốt nữa. Tính kéo cá mà nước nhiều quá sao mình kéo được. Có rút ra, hồi rút. Bây giờ nước rồng coi. Rồi lồng rồng mới nở nữa hả? Ừ. Ồ. Sao mình bắt được nó ta? Ở hôm qua con đó đỏ rồi, bữa nay con đang thù luôn kìa. Ồ. Chỉ cho người ta mới người ta qua câu. Ổ là con này chắc bự rồi chú ba à. Nè nói trời ông nội nè, ông đi ra bẫy gắn các bạn. Để coi ông thăm có con nào không. Cái quớp hả? Để coi ông bắt được con nào. Ủa, con này cũng đỡ mọi người, cho xem chứ nha. Hai con gắn gắn gì bên này? Có hành. Có hành này các bạn. Hai con này làm gì ngon ta? Hầm xả hả? Hầm củ cải trắng. Còn món nào ngon ngon không? Hầm đu đủ ngon nhất. Đu đủ hả? Được à. Còn không? Còn nào không? Còn nhiều lắm. Còn nhiều hả? Vậy đi theo ông này coi ổng bẫy gắn bữa rồi mọi người. Vòng 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 đi từ từ cũng muốn hết rồi. Hết rồi. Sắp hết. Chục sống không? Còn. Ví dụ như con này là bán ký được nhiêu? Ký 170, 178. Ờ, còn con bự, giá khác nữa hả? Con này kéo đi rồi bên nữa. Đi rút đi rồi. Đây, khu nhà 16 rồi các bạn. Khu 16 bỏ đi đâu không có ngày. Bỏ trời luôn rồi. Nhờ có ông này mà bữa nay mình đi lọt ra tới bên đây nè các bạn. À, cái đường này là cái đường chú Sơn hay đi đàm chú anh Sơn đi đường này nè. Ủa nó mát mẻ nó đã. À, mình đi theo ông này ông xui hay sao á. Đi theo xui hay sao không dính con nào cho các bạn. Nè xong. Xong á về tới nhà ông đâu có chửi đây đâu, về tới nhà ông chửi. Ủa nghĩ đi theo đàm dính con nào. Cái này mình đem ra chợ mình cân cho người ta dễ chứ gì phải không? Dễ, mình ăn trên mạng mình bán luôn cũng được. Cũng được, nhưng mà cái chợ nhanh hơn mà nó mua rẻ phải không? Mua rẻ hơn. Nãy giờ ít vô khu này nữa các bạn. Thỉnh thoảng lâu lắm mới vô một lần. Bờ kinh này nó xuyên thẳng ra ngoài đúng không? Tới dưới bờ cam nó hết rồi. Đi vô à? Ờ, chuột chạy lắc tóc luôn. Chuột hay gắn? Chuột. Trời đất mẹ ơi. Rồi chết luôn. Chuột chạy rồi. Nghỉ đi rồi, mệt quá các bạn, đi hết nổi rồi mọi người. Mình đi theo thằng em nó đi bẫy gắn. Cuối cùng không có con nào hết trơn. Con này là nó dính trước rồi các bạn. Đây mình chia lại nó mấy con luôn. Em về hầm xả. Trái đu đủ rồi mọi người. Cũng nhiều quá mọi người. Ký cắn các bạn. Chú Sơn chú ai đi chưa được nửa giường nữa. Xịt túi bụi và táo bạo kìa. Ăn miếng bánh để chuẩn bị lấy sức. Bằng mấy con gắn. Giang. Vui các bạn, chú Sơn chú ai đã mình nói vậy mà vui nha mọi người. Chỉ có điều là nhà chú qua chú Sơn đi ra đây thì nó hơi xa các bạn.
ngón tay à. Nè, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua. Ồ. Như thuốc nữa rồi. Như nữa. Sao tắt đài chứ sao? Ok. Dữ sợ chứ, gắn cũng sợ nữa. Cà đi bác, cà đi, tôi cắt đầu ngâm nước lắc mới được. Ờ, sổ ra cho mọi người xem gắn bự bự không chú Sơn. Nó bò bắt không kịp đâu. Chứ là bò. Để à, thôi ông đi bữa củi đi cho chú Sơn làm cái này, chú Hoài làm cái này. Chờ chờ bữa củi chú Hoài. Lại bắt đi. Con này nó đâu có chạy. Đó, ừ, bắt đi. Ôi trời ơi nè các bạn. Ừ, nó không chạy được ha. Ôi, nó chạy quá. Ừ. Nó chạy nhanh quá. Anh tưởng nó không chạy rồi vậy, nó chạy quá trời mọi người. Chạy chưa? Chạy chứ không chạy. Nó hùi quá hàng chú Hoài ha. Hùi chứ. Con này con nhỏ nè. Hai con bự các bạn. Chú Sơn không dám bắt cắn cho đi bữa củi. Chú Hoài nó ngầm nước nó đã hồi của bạn mình cũng không rành nè. Còn món này cái này tính làm gì? Là bữa nay là bạn giao cái này cho ý tưởng cho chú Hoài chú Sơn các bạn. Gặp mình là mình hầm đu đủ rồi, sáng kiếm được trái đu đủ đó nhưng mà hầm đu đủ mình cũng có làm rồi các bạn. Thiếu đậu xanh nữa chú Hoài. Thiếu đậu xanh. Chú Sơn đi mua đậu xanh kìa. Chạy xe đi chứ vậy. Chạy xe đi đi. Chơi luôn, chưa được khóa đi. Chưa khóa chạy lõn xong luôn. Mình làm rồi. Gỏi chứ không phải rỗi. Rỗi. Có ba cái củ cải này thì chúng ta làm bếp mới gỏi được rồi. Cái này cũng mới nước sôi, chúng ta cào dĩ, đánh dĩ nó ra các bạn. Đó tài. Ui, cái này có cái nào nó lột ra luôn không các bạn? Đâu, chắc nó bo lại bao giờ mà. Cái này nước sôi làm như để dễ lột hơn thui phải không chú bạn? Ừ, mà gắn thui, thui lâu lắm. Đen. Gắn lại rồi đâu qua chứ mày. Trời ơi, lãi xương không đâu không? Dạ hả? Chú Sơn là vụ chữa đau từ đây đến cuối năm nha mọi người. Chữa đau đến cuối năm nhận thưởng, nghe chưa? Thôi. Ra vòng vòng á, phải đi kéo cá mà. Sơn, nó này nè. Nó nhìn tươi chú Hoài. Ừ. Trông ngon lắm rồi. Nó nhỏ. Nó nói chứ không phải ăn nấm dù. Nấm búp búp mà, nấm búp búp mà ăn cũng được các bạn. Nhưng mà mình thích nấm dù hơn. Ra chợ thì mình nấm dù. Nó vừa rẻ mà lại vừa ngon. Cái nào rẻ là ngon phải không? Ừ. Con này thường là sẽ bầm hả chú Hoài? Ừ. Nhưng mà chắc là lần này chú cháu sẽ không có bầm các bạn. Không bầm, chắc khúc. Chắc khúc ra, xong rồi xào lên nè chú Hoài. Ừ. Cái này là chú Hoài bài nghe mình không biết nha các bạn. Đó giờ chưa từng ăn cháo gắn nè. Chào, thơm nè. Cái thơm bị thâm hả? Ừ, này bị mà cả má cũng vậy nè. Người má thâm luôn hả? Bị luôn. Bởi mấy bà bán rau thiệt tình hết sức rồi chú Sơn. Đó, nói vậy. Nói chuyện hai mình chơi không tốt rồi. Chơi không tốt rồi. Nè, bị thâm chân nè. Ó, mà à được rồi vậy mời ông chạy ông bắn vốn giùm ông. Giờ chú Hoài sẽ phẫu thuật cho nó các bạn. Hấp nước mỡ luôn coi. Cháo đậu xanh bỏ nấm các bạn. Được biết có đúng không? Này vô các bạn. Cái ruộng này cắt xong nhìn nó xấu ghê ha chú Hoài ha. Chứ khi nào mới cuốc lại được ha các bạn. Trời gió này nó mát. Mát không? Đặt ngày mấy ký này nghe chưa? Đâu mà một ngày mà nửa tháng. Trời ơi biết. Vậy đi bỏ ngày này đi đi đặt ngắn đi. Tính cho chú Sơn chú Hoài đi đặt ngắn các bạn. Thằng em hồi nãy đặt ngày mấy ký luôn. Chú Sơn xin hồi. Chú Sơn nghe phái quá thôi tôi bỏ nghề này tôi đi. Tôi đi để bẫy gắn. Đi cũng phải đường đi dốc cỏ té. Khổ nữa chú Hoài. Khổ nữa. Thôi xin hồi âm đi. Để tôi bảo trẻ làm đi. Và rồi mình làm người khác đi. Chắc cô cải để chắc ăn. Đi thế vậy đi mệt lắm nghe nó đi xa lắm á. Đi xa lắm. Quy một thao rồi mà. Nhóc hết. Cô cải trắng không làm màu nha. Cho các bạn xem nè, trông đã chưa? Đó. Tô củi hả? Cái gì chứ bạn? Làm rồi thổi lửa.
ngọt chứ đường, nước mắm. Vậy gỏi hả? Ừ, chọn cái đậu gỏi. Chọn cái đậu gỏi ăn bình thường hết. Cái quay gan mới gạo này bỏ vô này cháo này. Cháo cho nó phồng, gan cho nó phồng. Đây các bạn, đậu nó sôi lên nè mọi người. Chú Quay sẽ đổ nó vô luôn. Ôi vô. Ui. Ngủ gì? Đang nóng hả? À. Chú Quay chơi thắng, cái mở rắn luôn. Không có mỡ gì mỡ heo vậy mọi người. Hồi xưa mình ưa dùng mỡ heo chứ Quay ha. Hầu như nhà nào cũng dùng mỡ heo, các bạn xài mỡ heo chứ ít ai xài dầu ăn. Mấy trời. Nó thơm các bạn ơi, nó thơm mùi tổ. Ủa này nêm nếm nữa chú Ba. Ừ, chứ bây giờ đây không có gì còn đó. Xong các bạn, bây giờ ngồi đợi cái nồi cháo này thôi mọi người. Nên cho gạo nở xong bỏ cán vô. Chú Sơn đi hái ớt rồi các bạn, hái giết sạch cái ớt. Chanh bông tím nè, chanh nói ăn nè. Không, ta dựng các bạn ở ngoài các bạn. Xong mà không làm đâu, đi làm dưới đất nè các bạn thấy không. Nhưng mà không sao hơn, nhờ nhà của mình sạch. Ca cửa thì chú Quay à? Ừ. Ai ca luôn đi ông ơi. Phải ca đi, chỗ lấy đi. Mình để gắn vô hồi nó giống cặn. Giống nồi, nó giống nồi chè với mọi người. Hồi cặn mà. Gắn một hành nó cho đậu xanh, nó trúng bài. Nhìn gốc này chú Sơn đẹp trai dữ trời. Nó quăng bậy tầm bạ thấy không? Nó nó sạch. Để gắn này cũng tương đối chín rồi các bạn. Trời ơi, vô luôn à. Này có bỏ tiêu gì không chú ơi? Chút để. Chú Sơn làm gỏi nha các bạn. Quế nè. Làm sao hồi đổi chén nước mắm này cười xỉu luôn rồi. Làm lại nữa. Gỏi của chú Sơn thì gỏi gì? Đó, vậy không? Vậy chiều nay ăn là ngon lành luôn. Phải không? Ừ. Thấy mà mèo đẹp thêm không? À, có bỏ ớt chưa? Chưa. Hôm nay được bỏ ớt chưa? Ớt hơi nhiều, cái cay mình có ớt cho sẵn trong chén nước mắm này kìa. Chính ra như con rắn nó cũng dễ chín mà chú à. Chín rồi đó. Tại rắn nãy mình có cháy rồi. Trời ơi, ông nhỏ con cây một chảy. Để này cháo cho nó thơm thơm. Để hành vô. Bỏ nước cốt dừa vô chú ơi. Để nước cốt dừa vô là thành liền. Đó, nước cốt dừa vô xong bỏ đường vô, nêm đường vô các bạn. Rồi hành chè luôn. Cười trời. Bỏ lên bếp ga nấu 9 giờ tối bắt đầu cuộc cháo sẽ nhấp xuống nha. Thơm mùi hành rồi, tiêu rồi đó. Tiêu hành rồi. Ta qua chảo cho nó gọn. Có ai lén lén đi qua đây cứ bắt đầu bỏ cái gì, bỏ đường vô là thành luôn rồi. Thành luôn. Nấu ăn nó mát rồi, không biết có mát không chưa biết các bạn. Ở trong cũng ngon hay chú ơi hả? Ngon. Rồi 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 rồi, chàng chàng chàng. Đẹp không chú Sơn? Đẹp. Đẹp như cine luôn nè. Đẹp như cine luôn. Mới được rồi, để mà mình hái mình ăn dư uổng chứ chú Sơn à. Ừ. Anh đây. Rồi. Anh đây. Rồi. Em chưa có sâu trên này được rồi. Giữa. Sâu không? Không có sâu đâu, có mấy con chọc cạo nó ăn không à. Đẹp không các bạn? Quỳnh này mọi người. Xế rồi đó các bạn. Không. Ô cái rau của mình nè, rau này chắc người ta để lâu người ta bán cho mình nè. Để lâu. Đẹp quá, sáng quá, đẹp quá. Ừ. Trước khi thưởng thức thì Út Phục Bình sẽ review cho các bạn, cho các bạn xem vỏ của chú Sơn nè, còn này tác phẩm của chú Quay nghe, bông lục bình của thằng Lục Bình nha các bạn. Rau này rau của mấy bà chợ nha các bạn. Này là gợi ý của chú Quay, mình thì mình tính hầm xả nhưng mà cái món nó thường quá các bạn.
ngắn. Cục gan. Trời ơi, dọn cô chú Hoài cho tới mấy cục cái gan luôn. Đây nè các bạn. Cái nồi nè, áo đoạn cái ấy nè. Giờ mời mọi người dùng bữa với chú cháu nghe. Đây là bữa chiều các bạn. Cháu gắn cái gì? Cháu gắn đậu xanh. Mời mọi người dùng bữa cháu buổi chiều. Này là tác phẩm đồng quê nữa đó các bạn. Ăn bông bình để vô. Dùng cỏ trước đi, mình làm coi thử thức coi coi ăn có ngon không. Tự làm tự ăn các bạn. Tự ăn trước coi sao đây. Còn chú Quay thì chấm bông lục bình. Chê luôn sao? Mềm luôn. Đó các bạn thấy không? Làm thì không có mặt đâu, mà ăn có mặt. Vậy mới vui chứ. Vui gì mà vui tới chửi. Bỏ miếng rau thơm vô đây các bạn. Chưa thử cái mùi vị của cháo rắn là như thế nào nữa. Nãy ai niêm nè con niêm phải không? Dạ. Lần đầu tiên là con ăn cháo rắn mà nó đậu xanh cái này á. Vậy đó hả? Thiệt. Bây giờ con đâu có nghĩ ra đâu. Cũng được các bạn. Giống như tựa như cháo gà mà nó có cái vị của đậu xanh. Tôi nói đó, tôi ăn cháo lần này cũng mới có hai lần chứ gì. Lần này là lần trước ăn một lần, lần này lần thứ hai à. Mới hai lần đó. Nó món này ăn nó ngọt. Cái nấm này mình bỏ hơi trễ. Không là trễ. Không ra là quên rồi. Mềm hả? Nó dẻ. Cái da của nó thì sực sực chút rồi. Tính là bữa nay là đổi nghề cho chú Ba chú Sơn đi bẫy gắn các bạn. Bẫy gắn lời quá trời luôn. Đi có một buổi sáng là ví dụ như càng nhiều ký thì còn càng nhiều tiền. Nhầm bữa vậy, nhầm bữa nó làm được cái triệu bạc luôn hả? Người cách cái bữa không có rồi. Buồn nhiêu lòng nào. Không có là buồn nhiêu luôn. Chứ ngày thằng em nói ngày 2-3 kg, 3-4 kg. Là bữa ở đâu, là bữa nào đó là 6 kg. Là con giỏi nha, mình không giỏi làm con được đâu nha. Bởi vì cũng đã có nghề nghiệp nữa hết. Đang nghe miếng à. Hấp vô, bỏ ra sẵn u quên. Quên bông lục bình nè các bạn. Ăn gỏi chú Sơn rồi. Ngon. Chưa thử gỏi chú Sơn, qua nhắc mới nhớ. Không nhắc mồi tôi ăn hết. Được rồi, ngon không? Được. Được không? Im im. Nên mốt vô làm nữa. Ngon. Thịt tôi không nhận là ngọt. Thịt nó ngọt ngọt phải đó. Lấy cái mỡ nó chơi luôn phải không? Không có bội, lấy ra bông lục bình làm bội cũng được. Nãy tính đi cây chuối rồi các bạn. Cá phải trộn trộn này mới đã. Trộn cho chú Sơn à. Ăn nhiều rau cho nó bệnh cho mặt. Tôi không gần tôi ăn. Vậy? À. Làm cái gì cá trời ơi. Mở dầm giúp mình luôn trời ơi. Ai trời đất mẹ ơi. Lấm lấm lấm. Cái ly này chưa rửa, cái ly này chưa rửa nè. Thôi khỏi khỏi bay bay ba vòng rồi đó cho sạch lẹ sẽ à. Không có gì đâu. thấy cái gì kia bạn, cái gì thuốc bổ, cái là chú Sơn cười tích con mắt luôn các bạn. Ờ hèn gì từ đầu giờ tới giờ không thấy cười ha. Này thuốc sống nó ngon. Nó ngon. Chúng ta chạy ra ngoài bấm máy là coi như ở đây là hết mấy khứa rắn rồi các bạn. Thôi nó giỡn như thôi, chú cháu vô một cái cho nó ấm dạ buổi chiều. Rồi. Rồi, chơi luôn, rồi vui vẻ luôn. Mà đợi hả? Thủ mồi sẵn rồi nè. Tôi cũng có rồi nè, sẵn rồi hả? Vậy. Để vỗ tay luôn. Không, nó cái kiểu mà nó hơi đắng đắng á, mình ăn nó thấy nó ngon hơn ha. Có người nào uống còn ghiền không trời. Cứ lần nào ăn cơm cái thấy nó hơi nhợt nhạt các bạn, cái làm ly vô kiết cười ghiền luôn. Còn tôi hút cái dân rồi. Hút ghiền hả? Hút cái dân rồi. Chú Sơn làm gì không tốt lục bình nữa vậy á. Thích vô.
nhắn không nổi đó. Nhắn nổi. Nhắn nổi. Mong mình mới dám nói vậy. Nó ăn mà mềm hơn rau má nữa. Mềm hơn thịt rắn kiếm khứa nào không? Ồ, hồi nãy biết chưa khứa dài dài hả chú bay hả? Ừ. Đó đã các bạn. Cầm cạp ha. Mày ngắn quá. Gặp thôm đi. Mình dễ nhai chút. Mấy nó cho lục bệnh con mềm mới ăn dễ ăn mà. Ừ. Mày dễ nhai á. Anh hai bận tưới nước của bạn, có bệnh không có ngủ. Nó con dễ dàng á. Ồ. Gió rồi. Thì ra ngoài như thế này thì nó nhìn nó không gian nó mát mẻ hơn, nhưng mà đôi khi gió thì phải chịu thôi, mọi người thông cảm nha. Ồ. Ừ. Xong bây giờ chúng ta gấp miếng gỏi nè bỏ vô. Không, gỏi của chú Bay, chú Sơn ok à. Nói thì chọc chọc chú Sơn chơi chứ ổng gọi ổng làm gỏi ok chứ quay. Ừ. Thấy là ngon ha. Ừ. Nốt lần nữa đi. Nó làm hoài luôn, làm hoài tướng luôn. Dễ ăn nó chơi dễ ăn. Ngậm chút chú bên dễ ăn. Mà củ cải thì chịu ăn hơn củ cải đỏ. Cà đỏ ăn không? Ừ. Cái cà rốt đó phải không? Ừ. Cà rốt này ăn. Cái đó là mình nào nó đẹp hơn. Ừ. Đâu? Cái này con ăn sống gạp con cạp nguyên cũ ăn luôn á. Ừ. Cái này mình hầm ăn cũng ngon nữa ha. Củ đỏ hầm ăn cũng ngon. Làm lẩu được chứ. Cái đó của chú Tân à. Phải không? Phải gì? Đắm chừa nguyên trái ớt con ta. Bảy á, bảy bằng ớt á các bạn. Hồi nãy hâm không cho chú Sơn gắn. Chú Sơn gà bảy. Gà bảy dính dính ớt rồi heo. Trời đâm chừa muốn chết. Ăn này phải bóc tay mọi người. Cháo nè. Ấy phở ế cháo đó. Ồ, chú Hoài cũng mê bông lục bình dữ à. Lục bình cho thơm, lục bình món ruột mà. Bắp gỏi cũng được. Ừ. Dễ ăn ha. Còn bên này bắp gỏi cũng được các bạn. À, bên kia nó còn nở tím nha. Có cháo để dành nữa mọi người. Mời giải quyết nữa. Ừ. Mời chấm mắm. Mời kho mắm. Cộng với cái phần sau hè bông súng nữa các bạn. Thấy không? Đúng bài luôn. Hồi xưa đi ruộng thì hay bắt nè chú Hoài ha. Ừ, rồi đó thì nhiều. Nó có, bây giờ đâu có. Nó ngộ rồi đó, người ta không biết bẫy gắn bẫy gì hết trơn á. Ừ. Mình đã biết mình bỏ ít đậu hơn chứ ha. Ừ. Nó bụi quá. Ha. Bụi. Cậu nó qua ai rồi, chứ nó hết biết rồi. Ừ. Gã rồi. Thì nên chị bỏ kênh nữa rồi, chờ giả hỏi. Con nó cái này không? Bữa nào bắp gỏi nó luôn. Bắp mới bắp. Chứ để cái tàn sao. Bắp gỏi cũng được mà ăn chấm luôn với nước mắm cũng được. Giống như mắm kho. Chấm kho. Sao nó khăn dài 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 không ngon không á. Sao đại mình thịt thuốc á. Thịt thuốc cỏ. Thuốc cỏ hả? Cỏ né đâu có xịt nó không? Ừ, cũng vậy là hơi nó lên ngõi rồi. Nó bị dặn mấy cái này nó bị thua thuốc cỏ. Hơi nó cũng lên ngõi. Nó bị thẳng thôi. Lúc trước mình không xịt thuốc cỏ nó tốt bà cố luôn. Nó đó. Chế nước mắm còn không chứ sao? Còn. Còn hả? Ừ. Hơi lần căng cặp rồi. Hơi căng cặp hả? Ừ. Căng cặp rồi. Bây giờ cho nó sung chút cho nó mau chút. Cái này cái gọi là nhâm nhi. Ừ. Đúng rồi đó. Học lệ. Nè, vô cái này cho chú. Cứ cũng như mình ăn cơm theo mấy ông giàu hồi xưa. Ừ. Ông dùng cơm mà ông muốn cân cốc hai cốc ăn cơm cho ngon ngon vậy đó. Ừ. Cái này rồi vậy sao vậy? Ừ, ăn vậy thôi. Còn mình tắm tiệc thì tính khác, còn mình ăn nhậu ở nhà khác. Ừ. Hai cốc ba cốc cốc được rồi. Rồi ăn cơm nha, ăn cơm cho nó no. Ngủ ngủ pe re. Từ vô cái nó đắng đắng mà nó nóng nóng.
Bé mà cố luôn. Chúng ta mình lại vừa vô nữa là rồi. Một con tóc luôn này đây ăn cũng vậy rồi vừa. Uống này vô bỏ vừa thành chè. Thành chè luôn. Gắn ngổ hành nổi chè đậu xanh. Nổi tiếng luôn. Nổi tiếng luôn á. Nổi tiếng tào lao á. Cái này nổi tiếng biết tiếng gì vậy? Mỗi một mình biết lâu ngày giờ tháng nó khủng quá trời khủng. Okay, mọi người, hôm nay tiếp tục là ẩm thực Ruộng Đồng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi giây phút này. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye.